chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn, phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2021, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022. Phường Ninh Hải và xã Phú Lâm tăng cường công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 25 và 26 tháng 11, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã, thường trực thị ủy Nghi Sơn tổ chức hội nghị ban thường vụ thị ủy, phiên họp định kỳ tháng 11 năm 2021 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 và các nội dung quan trọng khác. Sự hội nghị có các đồng chí Trương Bá Duyên, phó bí thư thường trực thị ủy, Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã, các đồng chí trong ban thường vụ thị ủy, lãnh đạo các phòng ban ngành thị xã liên quan. Trong năm 2021, thị ủy, ban thường vụ thị ủy đã ban hành 5 chỉ thị, 2 nghị quyết, 3 đề án, 22 tờ trình, 16 chương trình, 52 kế hoạch, 276 quyết định, 296 thông báo, 106 báo cáo và 420 văn bản lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của thị xã. Trọng tâm là nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Năm 2021, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 18,87%, giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 79.435 tỷ đồng, tăng 20,8% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 2.069 tỷ đồng, tăng 3,09% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 792,2 tỷ đồng, đạt 69,1% dự toán Hội đồng Nhân dân thị xã giao, tăng 68,5% dự toán tỉnh giao, tăng 24,7% so cùng kỳ. Thành lập mới 180 doanh nghiệp, tăng 20% chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 100% Hội đồng Nhân dân thị xã giao. Trong công tác giải phóng mặt bằng, ước thực hiện năm 2021 là 429,79 hecta tại 87 trên 101 dự án, đạt 98,42% kế hoạch. Trong đó đã giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng vướng mắc kéo dài. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của thị xã, chỉ đạo xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021-2025. Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ động, linh hoạt, sáng tạo. Kích hoạt 8 khu cách ly tập trung với quy mô 1.030 phòng, đảm bảo cách ly cho 2.060 người. Quốc phòng an ninh được giữ vững, đảm bảo cho thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới sáng tạo, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và bám sát tình hình thực tế ở cơ sở. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, cần điều chỉnh bổ sung bố cục báo cáo, số liệu và nội dung của báo cáo phù hợp, chính xác, ngắn gọn. Đồng thời, các đại biểu cũng định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2022, trọng tâm về lĩnh vực nông nghiệp, cần rà soát để nhanh tiến độ tích tụ tập trung đất đai, nâng cao hiệu quả khuyến nông, khuyến ngư, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, đánh giá kết quả các mô hình sản xuất, công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi, công tác xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, ngành du lịch, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc về an ninh trật tự, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường tiêu dùng trước Tết Nguyên đán, quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở, hoạt động của ngành y tế, công tác giáo dục đào tạo, công tác giải phóng mặt bằng, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác đầu tư công, công tác thu ngân sách. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã, đề nghị văn phòng thị ủy và các phòng ban ngành có liên quan tiếp thu toàn bộ các ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng thời rà soát lại số liệu báo cáo cho chính xác, sắp xếp lại nội dung cho phù hợp, ngắn gọn, cập nhật công suất của tàu thuyền, năng suất của cây trồng, sản lượng trong chăn nuôi,
so sánh với số liệu cùng kỳ, bổ sung kết quả trong công tác giải phóng mặt bằng, giải pháp phát triển đảng viên, từ đó hoàn thiện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ năm 2022. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thị ủy đã nghe và thảo luận dự thảo báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021, dự toán thu chi ngân sách năm 2022, báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022, báo cáo công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022, báo cáo công tác quản lý quy hoạch trật tự xây dựng năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022, báo cáo công tác phát triển đô thị và kinh tế đô thị năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022, báo cáo tình hình thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới năm 2021, nhiệm vụ giải pháp năm 2022, đề án hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp đài truyền thanh các xã phường trên địa bàn thị xã giai đoạn 2022-2025, báo cáo tổng kết công tác quốc phòng an ninh năm 2021, nhiệm vụ giải pháp năm 2022, báo cáo tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2021, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2022, công tác tổ chức cán bộ đảng viên và một số nội dung khác. Ngày 27 tháng 11, các đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã đi trao quà của Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã Nghi Sơn cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch COVID-19 và các khu cách ly trên địa bàn thị xã. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy. Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã cùng các đồng chí trong đoàn công tác đến thăm, trao quà cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch liên ngành Đông Hồi tại xã Hải Hà, chốt tại quốc lộ 1A cũ tại xã Trường Lâm, hai chốt kiểm soát khu vực phong tỏa tại thôn Bình Minh, xã Trường Lâm, khu cách ly tập trung tại trạm y tế Hải Hòa cũ, khu cách ly tập trung tại khách sạn Hưng Sơn và khu cách ly tập trung tại trường mầm non Hải Nhân, cơ sở 2. Để kịp thời động viên các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch, đoàn đã trao 7 suất quà, mỗi suất 5 triệu đồng. Qua đó thể hiện sự quan tâm, động viên của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã đối với lực lượng đang ngày đêm trực chốt, ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh COVID-19. Chiều ngày 26 tháng 11, các đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự cấp thị xã năm 2022 tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã. Trên cơ sở tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ tại các xã phường, từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 11 năm 2021, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho 741 thanh niên được phát lệnh gọi khám tuyển sức khỏe để lựa chọn 210 thanh niên đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2022. Tại các buổi khám, thanh niên đã được khám sàng lọc về thị lực, tai mũi họng, răng hàm mặt, nội khoa, thần kinh, ngoại khoa, da liễu. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, công tác chuẩn bị nên các nam thanh niên đã đến đúng thời gian, địa điểm và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển, thể hiện được trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Qua kiểm tra thực tế và nghe lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã báo cáo công tác khám tuyển, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã tổ chức thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, kết luận chính xác, không để xảy ra tiêu cực trong khám tuyển. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong khám tuyển, từ đó góp phần thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 trên địa bàn thị xã. Nhân dịp này, thay mặt cho Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã đã tặng hoa và quà động viên Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự thị xã. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 27 tháng 11, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã,
trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thị xã đã chủ trì hội nghị trực tuyến bàn các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã năm 2021-2022. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội thị xã, tính đến ngày 30 tháng 10 năm 2021, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã Nghi Sơn là 216.011 người, ước thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 là 223.511 người, bằng 93,59% so với cùng kỳ. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến tháng 11 năm 2021 đạt 89,73%. Nguyên nhân giảm là từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 giảm bảo hiểm y tế bãi ngang xã đảo tại 9 phường đối với 61.892 người. Đa số những người đã hết thẻ bảo hiểm y tế này đã chuyển sang mua thẻ bảo hiểm y tế các nhóm đối tượng khác, chủ yếu là bảo hiểm y tế cận nghèo, nông lâm ngư diêm nghiệp và các hộ gia đình. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp tính đến nay vẫn chưa tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là nhóm bảo hiểm y tế tại các nhà trường. Công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được Bảo hiểm xã hội thị xã thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã đóng góp các giải pháp để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã năm 2021-2022, như cần tập trung tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giúp người dân hiểu được lợi ích của chính sách bảo hiểm y tế của nhà nước. Ngoài việc vận động tuyên truyền các cơ sở khám chữa bệnh, cũng cần tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, giúp người dân được hưởng thụ các dịch vụ y tế tốt nhất khi người dân tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, hệ thống chính trị đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với mục tiêu thực hiện đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thị xã nhấn mạnh. Mục tiêu của thị xã Nghi Sơn là phấn đấu hoàn thành tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91,5% và bảo hiểm xã hội 30%, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Đây là chỉ tiêu mà cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, vì bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội mang tính nhân văn, nhân đạo, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã nhấn mạnh. Đối với các xã phường, chỉ tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh được Ủy ban Nhân dân thị xã giao cho từng xã phường, hoàn thành trước ngày 5 tháng 12 năm 2021. Trong đó đề nghị chỉ là chỉ đạo cả các trường học cơ bản. Đối với các trường học, hiệu trưởng các trường phải thực hiện nghiêm túc quy định về bảo hiểm y tế học sinh, tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ giáo viên phụ huynh học sinh thực hiện, và đến ngày 5 tháng 12 là phải hoàn thành. Giao đồng chí trưởng phòng giáo dục, các đồng chí phó trưởng phòng giáo dục đào tạo chỉ đạo đôn đốc các nhà trường thực hiện và phải chịu trách nhiệm về tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tại các trường học. Nếu trường học nào còn thấp, các đồng chí chịu nhiệm. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị các thành viên trong ban chỉ đạo bám sát địa bàn được phân công phụ trách, chỉ đạo đôn đốc các xã phường, các trường học hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế và thực hiện bảo hiểm xã hội, hàng ngày báo cáo kết quả về đồng chí trưởng ban chỉ đạo. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị Phòng Y tế, Bảo hiểm xã hội thị xã tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các xã phường, ngành giáo dục và đào tạo để triển khai thực hiện, từ đó hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội trong năm 2021. Đồng thời kiểm tra, hướng dẫn việc cập nhật thường xuyên đối tượng tham gia trên hệ thống để theo dõi kết quả thực hiện chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của các xã phường và các trường học. Ngày 29 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn cho trẻ em từ 15 đến 17 tuổi. Đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Nghi Sơn chủ trì hội nghị. Thực hiện công văn hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế Thanh Hóa về triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh cho trẻ em từ 15 đến 17 tuổi năm 2021,
Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã ban hành kế hoạch và triển khai đến từng xã phường cũng như các nhà trường. Theo đó, trong đợt này, thị xã Nghi Sơn được phân bổ 10.150 liều vaccine Pfizer để tiêm phòng cho đối tượng từ 15 đến 17 tuổi, tập trung là học sinh ở 7 trường: Trung học phổ thông Tĩnh Gia 1, Tĩnh Gia 2, Tĩnh Gia 3, Tĩnh Gia 4, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nghi Sơn, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và Trường cao đẳng nghề Nghi Sơn. Thời gian tổ chức tiêm từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2021. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị, kết luận hội nghị, đồng chí Mai Sĩ Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn yêu cầu việc thực hiện tiêm vaccine phải đúng đối tượng. Quá trình thực hiện chuyên môn về tiêm chủng phải đảm bảo từ khâu nhận vaccine, vận chuyển, cấp phát, bảo quản và tổ chức tiêm. Đối với những học sinh và các trường hợp thuộc diện tiêm nhưng đang trong thời gian cách ly tại nhà, tổ chức tiêm đợt sau. Học sinh trong khu vực phong tỏa tổ chức tiêm phòng lưu động, bố trí thường trực tổ cấp cứu để xử lý sau tiêm. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, trong quá trình tiêm thực hiện việc phân chia học sinh theo từng khối lớp ở các nhà trường, đồng thời cập nhật kịp thời dữ liệu tiêm về hệ thống, Trung tâm Y tế phối hợp với Công an thị xã cung cấp mã định danh cho những học sinh chưa có căn cước công dân. Đối với địa điểm thực hiện tiêm phòng được thực hiện tại 7 trường học và tại trạm y tế các xã phường, trong đó Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn tiêm cho học sinh trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 1, trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, Trung tâm y tế tổ chức tiêm cho học sinh trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 2, trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 4, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực tổ chức tiêm cho học sinh trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 3 và trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nghi Sơn. Trong hai ngày 26 và 27 tháng 11, công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn phối hợp với Trung tâm y tế thị xã Nghi Sơn tổ chức khám sàng lọc sức khỏe nhằm phát hiện các bệnh về mắt và các bệnh về tai mũi họng cho 434 học sinh trường Trung học cơ sở Tĩnh Hải. Tại buổi thăm khám, các em học sinh được các y bác sĩ đến từ Trung tâm y tế thị xã, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn khám sàng lọc, đo thị lực, phát hiện các bệnh về mắt, nội soi tai mũi họng, phát hiện các bệnh viêm họng, viêm amidan, được tư vấn về cách chăm sóc sức khỏe cho đôi mắt khỏe mạnh. Chương trình khám sàng lọc sức khỏe các bệnh về mắt và nội soi tai mũi họng nhằm phát hiện sớm, can thiệp và hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh có biểu hiện mắc dị tật về mắt và các bệnh về tai mũi họng trên địa bàn nhằm nâng cao sức khỏe cho các em, đảm bảo cho việc học tập cũng như trong cuộc sống. Trong hai ngày 27-28 tháng 11, Đồn Biên phòng Hải Hòa ra quân tuyên truyền lưu động về công tác phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện Nghị định số 71 của Thủ tướng Chính phủ. Với vai trò và chức năng là đơn vị quản lý tuyến biển trên địa bàn 9 phường của thị xã Nghi Sơn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Đồn Biên phòng Hải Hòa đã tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch, trọng tâm là tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát tàu và phương tiện khai thác đánh bắt hải sản tại hai cảng Lạch Kép của phường Hải Châu và Lạch Bạng thuộc phường Hải Thanh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngư dân thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh, tổ chức ký cam kết với các chủ phương tiện về đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch khi tham gia khai thác đánh bắt theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đồng thời tổ chức tuyên truyền về Nghị định số 71 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động của người và phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Đồn Biên phòng Hải Hòa phối hợp với cấp ủy chính quyền các phường quản lý cụ thể hóa thông qua hình thức tuyên truyền phong phú như lưu động, phát tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp tại khu vực biển và thông qua hệ thống truyền thanh khu vực biên giới biển, quản lý hoạt động của người phương tiện trong khu vực biên giới biển, các hành vi bị nghiêm cấm trong khu vực biên giới biển, nhận diện các loại biển báo trong khu vực biên giới biển, thông qua hoạt động tuyên truyền giúp nâng cao ý thức hiểu biết pháp luật và chấp hành pháp luật của ngư dân và nhân dân trên địa bàn đồn biên phòng quản lý, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biển và tăng cường bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo quốc gia, xứng đáng là lực lượng lá chắn thép trên cả tuyến biên giới và vùng biển đảo. Tân Trường là xã có địa bàn rộng với 11 thôn bản, 2.343 hộ với 8.303 nhân khẩu. Hiện nay trên địa bàn xã có 5 trường hợp F0, trong đó có 3 trường hợp F0 tại công ty xi măng Đại Dương. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, xã Tân Trường đã tăng cường hướng dẫn tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo, chống dịch như chống giặc. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng,
cấp ủy chính quyền, các tổ giám sát thôn bản có nhiệm vụ hướng dẫn người dân khai báo y tế, đảm bảo cách ly y tế đúng quy định, tuyên truyền vận động người dân nâng cao tinh thần phòng chống dịch và thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế. Qua giả soát, hiện nay trên địa bàn có 115 trường hợp F1, trong đó có 21 trường hợp F1 cách ly tập trung tại các khu cách ly của thị xã, 94 trường hợp F1 và hơn 400 trường hợp F2 được cách ly tại nhà. Tất cả các trường hợp này được theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly y tế tại nhà, đảm bảo đúng quy định, phòng chống dịch. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã tổ chức cho các hộ dân có trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà ký cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm phòng chống dịch trong thời gian cách ly, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân thực hiện không nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Với Tân Trường thì là một xã có địa hình rộng, dân số thì đông, đặc biệt là có nhiều các cái công ty đóng trên địa bàn với số lượng công nhân đang thi công các cái dự án lớn. Nên hiểu được đường đó cho nên là Đảng và chính quyền đã tập trung chỉ đạo về công tác phòng chống dịch. Cái đầu tiên là chúng tôi thực hiện nghiêm túc tất cả các cái công điện, các cái công văn, các cái chỉ thị của cấp trên về công tác phòng chống dịch để mọi người dân hiểu và đồng thuận để mà tham gia vào công tác phòng chống dịch. Đặc biệt là từ ngày 20 tháng 11, sau khi phát hiện những cái ca F0 đầu tiên ngoài cộng đồng, thì chúng tôi đã tập trung khoanh vùng. Thứ nhất là khoanh vùng với F0, đồng thời là tuyên truyền cho cái hệ thống loa để người dân biết được về F0 để tự nguyện khai báo y tế. Đồng thời song song với đấy thì chúng tôi ban chỉ đạo cũng như là trung tâm chỉ huy của xã là chỉ đạo các cái thành viên của ban chỉ đạo và phối hợp với ban giám sát của các thôn có F0 khoanh vùng để tuyên truyền người dân và trực tiếp đến tại các cái nhà văn hóa của thôn để khai báo y tế, sau đó rồi là lấy mẫu để xét nghiệm của F1, khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm của F2, đồng thời là tất cả những cái trường hợp mà sau khi tổ giám sát cũng như là cán bộ chỉ đạo của xã xuống đi kiểm tra các cái trường hợp F1 mà đủ điều kiện về nơi ăn ở vệ sinh thì tiến hành cho cách ly tại nhà. Từ ngày 15 tháng 11, trên địa bàn phường Ninh Hải xuất hiện tình trạng lợn chết do dịch tả lợn châu Phi. Số lượng 13 con, trọng lượng 776 kg tại tổ dân phố Sơn Hải và Văn Sơn, trong đó chủ yếu là lợn nái sinh sản, lợn thịt. Trước thực trạng bùng phát dịch tả lợn châu Phi trở lại, Ủy ban nhân dân phường Ninh Hải đã thành lập ban chỉ đạo, phối hợp cùng với gia đình tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn bị chết, nhanh chóng thành lập chốt kiểm soát tại tuyến đường lưu thông chính của phường và tổ dân phố có dịch, đồng thời cấp hóa chất cho các hộ gia đình nuôi có lợn chết, vệ sinh chuồng trại để dịch bệnh không lây lan sang số con đang khỏe mạnh. Thì sau khi có kết quả dương tính thì Ủy ban phường đã thành lập cái tổ là tiêu hủy lợn và ra quyết định thành lập 3 chốt ở trên địa bàn để ngăn để kiểm dịch động vật lợn ra vào địa bàn và đã tuyên truyền vận động nhân dân những hộ nuôi lợn là phải phun hóa chất tiêu độc khử trùng và rải vôi bột vào chuồng và tiến hành tiêu hủy lợn đã bị chết. Tình hình dịch bệnh là có phần là ngăn chặn được. Hiện tại phường đã triển khai công tác phun hóa chất trên địa bàn toàn phường và rải vôi bột các hộ nuôi lợn và có lợn chết thì đã triển khai công tác phun tiêu độc khử trùng trên toàn phường. Với phương châm chủ động phòng chống, khống chế và dập dịch, phường Ninh Hải tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Tại xã Phú Lâm, sau khi xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi, tại hộ chăn nuôi của gia đình chị Hồ Thị Thiết là 12 con lợn nái chết với tổng trọng lượng tiêu hủy trên 900 kg. Công tác phòng chống dịch được chính quyền địa phương triển khai quyết liệt nhằm khống chế dịch bệnh. Theo đó, xã Phú Lâm đã kiện toàn ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi thực hiện việc tiêu độc khử trùng xung quanh chuồng nuôi. Hiện nay trên các địa bàn xã giáp danh Phú Sơn, Tùng Lâm, Trúc Lâm đã công bố dịch tả lợn châu Phi. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm đã triển khai một số biện pháp
phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn, vận động hướng dẫn cho các hộ dân, các hộ chăn nuôi, gia trại, trang trại phun thuốc khử trùng, hóa chất, rắc vôi để ngăn ngừa dịch bệnh. Nhưng đến ngày 20 tháng 11 năm 2021, lấy mẫu xét nghiệm hạch lợn tại hộ nhà bà Hồ Thị Thiết, thôn Văn Sơn, xã Phú Lâm. Đến ngày 22 tháng 11, có kết quả dương tính dịch tả lợn châu Phi. Ủy ban nhân dân xã đã lập biên bản tiêu hủy toàn bộ số lợn chết của nhà bà Hồ Thị Thiết gồm 12 con với trọng lượng là 9 tạ và đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch và khoanh vùng để dập dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Phú Lâm thời gian ngắn nhất. Thưa quý vị và các bạn, xác định giao thông nông thôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, xã Thành Sơn đã rà soát, đánh giá và tổ chức lấy ý kiến nhân dân, từ đó triển khai thực hiện theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Sau một thời gian triển khai thực hiện, đến nay, tuyến đường giao thông đi lại khu dân cư thôn Phượng Án, xã Thành Sơn có chiều dài 481 mét đã cơ bản được hoàn thành trong niềm vui phấn khởi của người dân. Thôn Phượng Án hiện có 126 hộ, 521 nhân khẩu. Để triển khai thực hiện bê tông hóa các tuyến đường trên địa bàn thôn, trên tinh thần dân chủ, công khai, Ban Công tác Mặt trận thôn đã tổ chức họp thôn lấy ý kiến nhân dân và đi đến thống nhất trong việc đóng góp kinh phí, cũng như vận động nhân dân hiến đất làm đường. Con đường này thì cũng được sự hỗ trợ của nhà nước. Thì sau khi được cái thông tin đó thì Ban chi bộ và công tác mặt trận đã họp và thống nhất, sau khi đó thì họp thôn và được sự nhất trí 100% của bà con xã viên. Thì tuyến đường này là dài 481 mét. Theo cái chiều rộng là theo chỉ tiêu là rộng là 2,5 mét. Độ dài của bê tông là 0,16. Làm theo mác của nhà nước. Được bà con nhân dân là giám sát và thực tế cũng thi công luôn. Thì riêng đất thì các hộ gia đình ở riêng trục đường đã có tinh thần hiến đất để phục vụ làm đường. Và cho đến bây giờ là trục đường cũng đã gần hoàn thiện. Xác định tầm quan trọng của phát triển giao thông nông thôn không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân và làm thay đổi diện mạo ở khu dân cư trở nên xanh sạch đẹp. Tranh thủ nguồn hỗ trợ xi măng của nhà nước, việc xây dựng đường giao thông liên thôn, giao thông nội đồng trên địa bàn xã Thanh Sơn đã được triển khai tích cực và được sự đồng thuận trong nhân dân. Thực hiện cái lộ trình về đích xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Thanh Sơn vào năm 2024, thì trên địa bàn xã vẫn tiếp tục triển khai tổ chức nâng cấp cũng như là xây dựng mới các cái tuyến đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng và đặc biệt là xây dựng, chỉnh trang cũng như là nâng cấp các cái tuyến kênh mương, kênh tưới, kênh tiêu đảm bảo cho sản xuất. Thì trong năm 2021, địa phương cũng đã triển khai xây dựng và làm mới được gần 1.500 km đường giao thông ở ba thôn là thôn Đông Thành, thôn Trung Thành và thôn Phượng Án. Ngoài ra thì đối với các cái tuyến kênh tưới, kênh tiêu phục vụ cho sản xuất thì cũng trong năm 2021 địa phương đã xây dựng mới được 1,7 km kênh mương tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Và trong thời gian tới thì địa phương cũng đã kiểm tra cũng như là lên phương án để xây dựng tiếp gần 4 km đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng để phục vụ cho công tác sản xuất nông nghiệp và khoảng 3,2 km các cái tuyến kênh tưới tiêu phục vụ cho sản xuất trong thời gian tới. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.